Vâng, lúc này vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm sau thì chúng tôi đã dậy chuẩn bị đón ánh bình minh đang lên ở phía xa kia. Đó, phía con tàu nhấp nháy đó là ánh bình minh của chúng tôi. Xin nhắc lại các bạn nhé, đây là khung cảnh bãi dài và vào khoảng là 5 giờ sáng khi mà ánh bình minh là chuẩn bị lên, rất đẹp các bạn nhé. Những ngọn đèn lấp lánh kia là đèo Cù Hin, đó, phía đèo Cù Hin. Dạ, bình minh sắp lên các bạn nhé, chờ một xíu nữa là bình minh lên. Ở đây, đây là những lều của chúng tôi sau khi cắm trại ngủ lại thì lều của chúng tôi. Bầu trời hôm nay đẹp quá các bạn. Từ phía xa thì các cô chú lớn tuổi đã dậy sớm và đang đi bộ. Đây, đang đi bộ trên khu vực bãi dài đây. Vâng, lúc là vào khoảng 5 giờ 15 sáng ngày hôm sau thì hoàng hôn, à quên, bình minh đang lên từ phía xa kia. Ở đây là bãi tắm dân sinh, rất nhiều các bạn nhỏ, người lớn, thanh niên đang tắm biển ở khu vực bãi dài này. Không chỉ có mình bãi tắm Nha Trang nhộn nhịp vào buổi sáng sớm thì bãi dài cũng rất chi là nhộn nhịp. Đây, bãi tắm dân sinh. Đó. Một số cô chú thì chỉ đi bộ trên khu vực bãi biển thôi, còn một số nhóm đa phần là mọi người dân là ra đây để tắm biển vào buổi sáng sớm. Thưa kìa, họ bơi ra phía rất chi là xa. Đây, mình sẽ tiếp cận gần hơn để quay cho các bạn xem. Bình minh chỉ còn 10-15 phút nữa thôi là sẽ lên. Kìa kìa, ánh như mình kìa. Đó. Đây là một khung cảnh rất hiếm khi chúng tôi ghi nhận được. Tại vì chúng tôi ngủ ở trong Nha Trang mà muốn ra đây là phải mất khoảng 20 phút chạy xe máy. Mà vào lúc sáng sớm thì chúng tôi không thể đi được. Nên là hôm nay lâu lâu chúng tôi mới có dịp là cắm trại ngủ lại ở tại đây, nên là mới ghi nhận được cái khung cảnh như thế này. Đây, đây là bình minh tại bãi dài các bạn nhé, bãi dài Nha Trang. Cái này buổi chiều các bạn, buổi chiều tốt hơn, buổi chiều 4-5 giờ chiều á, cô cứ nằm lên cát á, tốt lắm. Đó, trước mặt các bạn là bãi tắm dân sinh này và họ đang tắm biển này. Đó, sáng sớm có một số người rất chi là kỹ á, họ khởi động trước khi xuống tắm. Đó, họ đang đứng trên bờ họ khởi động.
Đây các cô chú đang nằm ngửa trên cát. Nhưng mà nằm ở buổi sáng sớm thì không tốt bằng buổi chiều. Buổi chiều khi mà có nắng nó chiếu xuống cát, cát nó ấm, thì vào khoảng 5 giờ chiều các bạn nằm ngửa trên cát là rất tốt cho lưng, nằm trực tiếp trên cát luôn. Bãi tắm dân sinh này chỉ khoảng 400m thôi. Còn ở phía xa kia đó chính là mấy khu resort, dù Alama hay là Movenpick hay là Vinpearl, chạy thẳng tới tận sân bay Cam Ranh luôn. Và tương lai không xa, tương lai không xa là khu vực cái bãi giải dân sinh, cái chỗ mà buổi tối chúng tôi cắm trại ngủ lại ấy, là tương lai là cũng có dự án rồi. Chắc trong khoảng 3 tới 5 năm nữa là họ cũng giải tỏa đền bù và di dời thôi. Đó, chỉ khoảng một chút xíu thôi, một chút xíu thôi là các bạn có thấy là mặt trời le lói từ phía xa lên. Hy vọng chúng tôi sẽ quay được khung cảnh mặt trời le lói lên. Thôi. Vâng, và phía xa kia, khoảnh khắc mà chúng tôi chờ đợi suốt từ lấy tới giờ, đó chính là mặt trời đang lên, bình minh đang lên. Đó. Khoảnh khắc này chỉ có khoảng từ 3 tới 5 phút thôi, một chút xíu thôi mặt trời sẽ lên khỏi đỉnh kia là nó sẽ bị chóe. Nên các bạn cố gắng tranh thủ nhá, nó chỉ có khoảng 3 tới 5 phút thôi. Khung cảnh này các bạn mà nếu mà đến trực tiếp các bạn xem nó sẽ rất chi là feel và rất chi là đẹp đó. Mặt trời mọc lên giống như là một đốm lửa đang le lói lên khỏi cái đỉnh núi đấy, thấy chưa, nó gần tròn hết rồi đó, nhanh lắm, chỉ khoảng hơn một phút thôi. Vâng, và mình xin nhắc lại các bạn nhé, đây là bình minh ở trên bãi dài, cách thành phố Nha Trang là khoảng 17 cây số. Vâng, các bạn có thể cắm trại ngủ lại ở khu vực này. Và đón ánh bình minh giống với chúng tôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu thích, yêu quý thì hãy bấm
đăng ký kênh để ủng hộ Nha Trang chúng tôi. Cảm ơn các bạn.